Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số Đài Miền Trung thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Sổ số Miền Trung hôm nay có hai đài Đà Nẵng và đài Khánh Hòa. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được nhiều cột số đẹp trong ngày hôm nay. Kết quả quét thử sổ số Miền Trung: giải 8, đài Đà Nẵng 88, đài Khánh Hòa 54, giải 7, đài Đà Nẵng 041, đài Khánh Hòa 554. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.